chưa chắc quý vị sống cũng như chết biết linh hồn ra sao. Nó làm cái khó khăn nhất. Phật tử lâu năm rồi cũng vậy. Đó, thì chúng ta nhớ là cái tâm là cái linh hồn. Mà thường thường đó, thì chúng ta nó thấy bằng mắt, nghe bằng cái lỗ tai, ngửi bằng lỗ mũi, nói chuyện bằng cái miệng, xúc chạm bằng sắc thân. Thật ra không đúng lắm. Cái đó là cái điều kiện để cho linh hồn nó phát hiện. Cũng như quý vị thấy bóng đèn nó cho ánh sáng, rồi cái bàn ủi cho sức nóng, rồi quạt máy nó cho gió, tủ lạnh nó cho lạnh, radio nó cho tiếng nói, vân vân. Thì cái đó đâu phải là điện. Cái đó không phải là điện. Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, cái đó không phải là tâm, không phải là linh hồn, mà là cái dụng của linh hồn. Cái dụng nó khác, còn cái thể, cái bản thể nó khác. Bản thể là có một thôi. Chẳng hạn như luồng điện có một luồng điện thôi, nhưng mà khi nó qua bóng đèn nó cho ánh sáng, thì ánh sáng là cái dụng của nó. Nó qua mà ủi nó cho sức nóng, nó qua có quạt máy nó cho quay, nó qua tủ lạnh nó cho lạnh, cho nước đá. Thì những cái đó là cái diệu dụng của điện. Còn linh hồn hay là luồng điện chúng ta không thấy được. Bây giờ đố quý vị biết luồng điện ra sao, nhưng mà quý vị thuộc vô thì cái radio nó hát, cầm cái micro này cũng có điện rồi không nghe. Nhưng mà cái micro này đâu phải là điện. Đó là cái dụng của điện. Dụng là cái xài của nó. Thì cái linh hồn chúng ta cũng vậy, có một. Mà linh hồn của tôi, linh hồn của quý vị có một thứ thôi. Nhưng mà cái dụng thì khác. Cũng như cái bóng đèn không phải là bàn ủi, quàng ủi không phải là quạt máy, quạt máy không phải là tủ lạnh. Nhưng mà cái làm cho ánh sáng bóng đèn cho quạt máy là có một thứ thôi. Cái luồng điện của quạt máy, luồng điện của bóng đèn thì một cái luồng điện thôi, chứ đâu có hai luồng điện. Nhưng mà chúng ta không thể nói bóng ánh sáng bóng đèn với cái quạt máy với sức nóng bằng ủi là một thứ, là không được. Quý vị không nói quý vị tôi là một thứ được, không có thể một thứ được. Nhưng mà cái linh hồn của sư, linh hồn của con là một thứ thì đúng. Nhưng mà linh hồn này, cái chủng tử thiện ác tôi nhiều kiếp nó mới mượn cái linh hồn nó phát hiện thì khác rồi đó. Cũng như cái luồng điện mà nó mượn, cái bóng đèn nó mượn để phát ra ánh sáng, thì luồng điện đối với luồng điện của quạt máy, của radio, tivi một thứ. Nhưng mà khi nó mượn ra, nó phát ra cái ánh sáng rồi, ánh sáng nó khác với cái sức nóng, khác với bàn ủi. Khác là khác trên hình tướng, có tác dụng khác. Nhưng mà cái bản thể bên trong có một thứ. Thành ra quý vị với Phật đó bằng nhau, chứ không có thua Phật. Nhưng mà chừng nào quý vị mới nhận được mình là luồng điện, mình là linh hồn. Thành ra quý vị cứ nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, niệm Phật bằng miệng. Thì cho vô trong miền quê đó thì họ nói niệm Phật bằng miệng. Không có miệng làm sao niệm Phật. Rồi ở ngoài chợ Phật tử thì niệm Phật bằng linh hồn, bằng tâm. Hỏi tâm ở đâu thì không biết. Có người nói tâm nó bàn bạc trên không gian. Tôi nói bạc trên không gian thì là không có tâm. Bởi vì không chỉ được. Mà theo khoa học bây giờ là cái gì không chỉ được, không rờ mó, không thực hiện lâm sàng là không có. Nói vậy rồi làm sao? Tâm thì chỗ nào không có, nó cùng khắp. Nhưng mà làm sao diễn tả? Không diễn tả được thì ta nói không có. Có như bây giờ khoa học hay là mấy nhà duy vật, mấy bác sĩ không có công nhận là có linh hồn. Chết rồi còn có linh hồn. Mình linh hồn rồi sao? Tôi thấy thể xác chết hết, cát bụi trải về cát bụi. Nhưng cái thể xác đâu phải là, đâu phải là linh hồn. Nhưng mà ngoài cái thể xác đã tìm linh hồn không có. Ngoài cái bóng đèn, ánh sáng bóng đèn tìm điện không có. Nhưng mà nhất định ánh sáng bóng đèn đó không phải là điện. Mà bỏ ánh sáng bóng đèn cũng tìm điện không có. Điện, ánh sáng bóng đèn nó mượn cái luồng điện để nó phát ra ánh sáng. Nó mượn thôi, chứ không phải luồng điện sanh ra ánh sáng. Mà chúng ta nhớ chỗ đó. Cũng như sống,
nước sống nó mượn nước để nó phát ra ra sống, thì sống không phải là nước, nhưng mà bỏ sống thì nước không bao giờ có. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Bỏ cái thể xác này đi tìm linh hồn không bao giờ có. Nhưng mà nói cái thể xác là linh hồn là không được, mà bỏ thể xác tìm linh hồn cho các là cũng không bao giờ có. Thành ra tu mà đến tìm Phật, mà vô trong núi, vô rừng, vô trong hang tìm tu tịnh là có Phật, Phật cùng khắp. Nhưng mà tại sao phải xuất gia? Tại sao phải tìm chỗ thanh vắng? Cái đó là cái điều kiện để đưa nhận lại cái linh hồn, điều kiện ắt khó và đủ. Tại sao muốn nhận linh hồn phải nhờ cái linh hồn ánh sáng, muốn nhận luồng điện phải nhờ ánh sáng? Ánh sáng là cái điều kiện để mình biết có ánh sáng, biết là có linh hồn nằm trong đó. Ánh sáng này sở dĩ có là do linh hồn. Thành ra tôi đưa tay tôi hỏi quý vị thấy không, gì nó thấy, tôi biết có linh hồn trong con người quý vị. Còn đưa tay quý vị đã chết ngơ ngáo nhìn tôi không có trả lời hả, tôi biết là cái linh hồn không còn trong thể xác này nữa.